Nhân linh cha và con và thánh thần. Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tin mừng Maria đầy ơn phúc bên Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Sio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngày thứ 9, hôm nay con hãy đem đến cho cha những linh hồn nguôi lạnh, rồi dìm họ xuống vực thẳm lòng thương xót của cha. Những linh hồn này đã gây nên thương tích nhức nhối nhất cho trái tim cha. Linh hồn cha đã chịu nỗi ngao ngang cay cực trong vườn cây dầu, cũng vì những linh hồn nguôi lạnh này, vì họ mà cha đã phải kêu lên: Lạy cha, xin cất chén đắng này cho con, nhưng xin đừng theo ý con mà theo ý cha. Đối với họ, hy vọng cuối cùng để được cứu độ là chạy đến với lòng thương xót của cha. Này Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa là toàn thương, con đem các linh hồn nguôi lạnh vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ai Chúa. Trong ngọn lửa tình yêu tinh truyền của Chúa, xin hãy làm cho các linh hồn quê lạnh như những xác chết đã làm Chúa phải ngao ngang cay cực dường ấy một lần nữa, lại được bừng cháy ngọn lửa sốt lên. Lạy Chúa Giêsu đầy lớn ai, xin thể hiện quyền toàn năng lòng thương xót mà lôi kéo họ trở về trong tình yêu nồng nàn của Chúa, và ban cho họ tăng ân tình yêu thánh thiện, vì không có gì vượt qua quyền năng của Chúa. Lửa đá và đá lạnh không thể hòa hợp, hoặc lửa phải toàn ác đá phải tan. Ôi lạy Chúa, với lòng thương xót, Chúa sẽ bù khuyết tất cả những gì thiếu sót. Lạy cha hằng hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn quay lạnh, những người dù sao cũng được áp ủ trong trái tim vô cùng linh tuất Chúa Giêsu. Lạy cha hay thương, nhân vì của khổ nạn cay đắng của thánh tử yêu dấu cha, và ba giờ quằn quại của người trên thập giá, xin cho họ cũng được tôn vinh lòng thương xót sâu thẳm của cha. Amen.
lời cha hằng ngữ, con xin dâng lên cha mẫu châu báu cực thánh của con cha là Chúa Giêsu Kitô. Hiệp với các thánh để dâng trên toàn thế giới hôm nay, để cầu cho tất cả những linh hồn trong luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục. Lạy mẹ thương xót, xin cứu giúp con trong cuộc sống. Con xin mẹ đẩy lùi những quân thù tấn công con. Và trong giờ chết, xin mẹ giữ gìn linh hồn con. Và đẩy lùi những mưu trước tối tăm của thần dữ. Amen.